Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món tàu hũ nước đường. Tàu hũ thì mềm mịn tan trong miệng, những viên trân châu thì dai dai, hòa quyện cùng với lại nước đường thơm mùi gừng rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm tàu hũ hay còn gọi là tàu phớ các bạn, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là đậu nành. Đậu nành ở đây mình có là 200g đậu nành khô, mình đã ngâm qua một đêm rồi. Ngâm xong rồi mình rửa lại thật là sạch và để ráo nha. 200g đậu nành, đậu khô nha các bạn. Rồi ngoài đậu nành ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 1,5 lít nước và đường nho. Đây là đường nho nha, để mình làm đông cái đậu nành. Đông đậu nành thì nó có nhiều cái nguyên liệu lắm. Ví dụ như các bạn có thể dùng thạch cao phi, thạch cao phi nha các bạn, chứ không phải là thạch cao nha. Rồi gelatin này hoặc là bột rau câu. Nói chung mỗi một cái chất làm đông như vậy nó sẽ có một cái cấu trúc khác nhau. Thường thì cái đường nho này người ta hay sử dụng tại vì nó mềm mịn, hoặc là thạch cao phi cũng vậy, nó sẽ có độ mềm mịn ha, nó ngon. Rồi đường nho thì mình dùng nó cỡ khoảng 1-2g nha. Rồi mình chuẩn bị thêm ít lá dứa và gừng ha, mình làm cái nước đường á cho nó thơm nè. Rồi đường nè và bột năng để mình làm cái chân châu mình ăn kèm nha. Thì bây giờ đầu tiên cái đậu nành này bây giờ mình sẽ xay ra rồi mình vắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu nành vào trong máy xay sinh tố nha. Như cái máy của mình á thì mình đổ hết 1,5 lít vô đây mình xay thì nó sẽ không có hết được, nên là mình đổ khoảng 1 lít thôi. Còn ví dụ như máy các bạn mà xay được hết á thì các bạn đổ hết nước vô luôn nha, 1,5 lít luôn nha. Sau khi mà mình xay nhuyễn xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho nó vào trong một cái túi để mình vắt nha các bạn. Khi mà các bạn làm cái tàu hũ, tàu phớ bằng cái đường nho thì các bạn sẽ nấu cái nước đậu nành này nè, nó hơi đặc hơn là nấu sữa nha, nó mới đông lại được. Chứ còn nếu mà các bạn nấu loãng quá nó sẽ không có đông lại được nha. Rồi mình sẽ vắt cho nó ra hết nước luôn nha, vắt cho thật là mạnh tay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nốt cái phần nước còn lại vào đây nha. Các bạn nhồi, các bạn vắt, các bạn bóp như thế này nè để cho nó ra hết cái phần tinh bột đậu nành luôn nha. Chứ nhiều khi là các bạn vắt không kỹ thì mình ra cái tàu hũ nó không có thơm nha các bạn. Vắt kỹ ha, ra tàu hũ sẽ thơm ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước đậu nành mà mình vừa vắt đó các bạn, cho nó qua cái rây ha, để mình lọc thêm một lần nữa thật là kỹ luôn. Cho hết cả hai thau nha. Đây là cái thau ban đầu nè. Và đây là cái thau thứ hai. Sau khi mà lọc xong rồi thì mình sẽ bắt lên bếp và bắt đầu nấu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là một bó lá dứa nha. Mình dùng cái bó bự đi, bó nhỏ thì mình sẽ nấu nước đường. Để cho đậu hũ mình ăn, tàu hũ ăn nó đậm đà, nó ngon thì các bạn cho mình vào đây nó cỡ khoảng một cái đầu muỗng muối, xíu muối ha. Đường thì mình sẽ cho nó khoảng từ 3 cho đến 4 muỗng đường để tàu hũ ăn nó không có bị lạc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy ha, khuấy sơ sơ lên rồi mình hãy bật bếp lên mình nấu. Thì bây giờ mình nấu sẽ giống như là các bạn nấu sữa đậu nành thông thường vậy đó, nấu cho nó sôi lên mà nó chín đậu nành nha. Một vài cái công thức khi mà người ta làm tàu phớ, người ta sẽ cho thêm vào đây là bột gạo hoặc là cho sữa vào đây nữa để cho nó thơm và nó ngậy cái mùi hơn, nhưng mà nó cũng tùy mỗi người thôi à, các bạn thích thì các bạn cho thêm nha. Rồi bây giờ về cái đường nho này nè, thì ví dụ như với cái thố này mình định là cho nó 1 lít. Thố này nó cỡ khoảng 500ml nha các bạn ha, nó khoảng vậy thôi ha. Thì mình cho là 1 muỗng cà phê. Với cái thố mà 1 lít á thì mình cho nó cỡ khoảng 1 muỗng cà phê đường nho, tương đương có khoảng 1g nha. Rồi cỡ như thế này là được nha các bạn, 1g ha, cho vào. Còn cái này thì mình cho nó khoảng nửa muỗng thôi ha, khoảng nửa muỗng. Đó, ở nhà các bạn làm cũng rất là dễ canh. Rồi mình cho vào đây là 1 muỗng nước để mình hòa tan cái đường nho này nha. 1 muỗng nước luôn vào đây hòa tan đi, rồi sau đó các bạn sẽ tráng. 1 hay 2 muỗng nước gì cũng được nha các bạn. Nói chung là cái lượng nước á mình làm sao cho nó đủ để là tráng cái khuôn là được nha. Rồi ok ha, cái thố này cũng vậy luôn nha, các bạn cũng tráng luôn ha, tráng trên thành và cả dưới đáy nha. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái sữa đậu nành thật là nóng lên. Đây ha, đây là nồi sữa đậu nành mình vừa nấu chín nè, bây giờ mình sẽ múc mình cho vào. Nếu như mà nó có bọt thì các bạn hớt bọt bỏ đi nha. Rồi
À, về cái nắp đậy thì các bạn nên dùng cái khăn các bạn quấn cái nắp lại. Còn nếu mà các bạn không có quấn cái nắp lại thì hơi nước nó sẽ nhiễu vào trong cái tàu hũ nha các bạn. Mình làm ra cái tàu hũ nó sẽ không có được mịn nha. Đây ha, mình hết bọt nha, hết bọt bỏ đi để ra cái tàu hũ cho nó mịn. Làm tàu hũ bằng đường nho thì đường nho nó là một cái loại đường chiết xuất từ trái nho ha các bạn. Nó không có độc hại gì hết và rất an toàn cho sức khỏe luôn. Và cái cách làm này thì nó cũng sẽ nhanh gọn đơn giản hơn. Nếu mà các bạn dùng cái gelatin á thì các bạn sẽ để nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha, nó mới đông lại được. Chứ còn cái đường nho này thì mình sẽ để bên ngoài nhiệt độ phòng. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình chờ cho cái tàu hũ mình nó đông nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái phần chân trâu nha các bạn. Thì các bạn ăn chân trâu nhiều hay ít gì hết thì nó tùy các bạn, nên là mình không có đưa ra cái công thức cụ thể. Mình cho nó cỡ khoảng 1 vá đến 2 vá bột năng nha, mình múc cho nó vung lên. Tại vì cái này làm ra thấy vậy chứ nó nhiều lắm nha các bạn, nên là tùy vào cái khẩu phần ăn nhà các bạn gia giảm cho nó thích hợp nha. Và nước sôi thì thường là mình sẽ là 1 vá nước sôi, nhưng mà trước khi mà cho nước sôi vào đây thì các bạn cho đường vào. Cho nó cỡ khoảng 3-4 muỗng đường nha, cho chân trâu mình ăn nó có vị ngọt ngon. Cho cỡ khoảng là 3 muỗng đi là nó vừa. Rồi mình cho nước sôi vào. Nếu mà lần đầu các bạn làm thì các bạn đầu tiên các bạn cho mình nó cỡ khoảng 1/2 vá thôi, 1/2 vá nước sôi thôi ha. Cho vào rồi thì các bạn trộn lên. Đến khi nào mà các bạn có thể nhồi thành khối được á là được nha. Tại vì nó ăn thua nhiều khi là cái bột năng này mới cũ nữa các bạn, cái độ hút nước nó cũng sẽ khác nhau. Nếu mà ban đầu mình lỡ mà mình cho nhiều nước quá đó thì nó sẽ bị nhão bột, bắt buộc là các bạn phải cho thêm. À, cho vào rồi thì các bạn trộn đều lên. Đó, như cái bột của mình thì nó cũng hơi lâu rồi đó, nó hơi cũ rồi đó, nên là mình sẽ cho khoảng 1.5 vá nha. Còn nếu mà bột mới thì tầm có khoảng 1 vá. Cứ 2 vá bột năng thì các bạn múc cho mình là 1 vá nước sôi là nó vừa. Sau khi mà mình trộn đều lên rồi đó các bạn, thì các bạn nhồi ha. Các bạn nhồi cho mình nó cỡ khoảng từ 3 đến 4 phút để cho cái khối bột của mình nó dẻo và nó dai nha. Sau khi mà mình nhồi xong rồi thì mình sẽ tạo hình rồi mình cắt ra thành những cái viên. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha, xe cho nó dài ra rồi các bạn cắt. Để cho các viên chân trâu mình nó không có bị dính lại với nhau quá các bạn ha. Để cái viên thạch nó không có bị dính lại với nhau thì các bạn chuẩn bị một cái thau bột năng ha. Mình cho cái viên mà mình vừa cắt quá mình cho vào đây, áo nó qua một lớp bột năng nó sẽ không có bị dính nha. Bây giờ thì các bạn cũng sẽ bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi nha, để mình đi luộc cái bột này. Rồi bây giờ trước khi mà luộc á thì mình sẽ cho nó qua một cái rây ha, để mình rây bớt đi cái phần bột thừa, bột năng á các bạn, rây bớt đi rồi hãy cho vào trong luộc nha. Bắt lên nồi nước sôi luộc. Đây mình cho hết cái phần chân trâu vào đây luộc nha. Rồi chân trâu của mình sau khi mà luộc chín rồi đó các bạn, thì mình sẽ vớt ra ha. Thì tầm các bạn luộc cái này nó tầm có khoảng 20-25 phút mà nó sẽ chín, nó mềm. Vớt ra mình ngâm vào trong một thau nước nha, để chân trâu mình lát ăn nó có cái độ nó giòn sực sực á, nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây nó khoảng từ 10 đến 15 muỗng cà phê đường, tương đương với khoảng từ 50 đến 60 gram nha. À, 10 muỗng cà phê nó có khoảng 50 gram nha các bạn. Cái phần đường này thì một lát nữa mình sẽ cho chân trâu vào luôn, nên nó sẽ hút một phần đường vô chân trâu, nên nó cũng không có ngọt quá đâu. Khẩu vị thì cũng nó cũng tùy các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho cái đường mình nó chảy ra nha, và nó lên cái màu vàng caramel đó các bạn. Đây, khi mà đường mình nó chuyển sang cái màu vàng caramel như thế này rồi nè các bạn, thì bây giờ mình tắt lửa nha. Mình sẽ cho nước sôi vào đây. Các bạn sẽ cho mình nó tầm có khoảng từ 300 cho đến 400ml nước sôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên trở lại. Mình sẽ cho vào đây là một cái bó lá dứa và gừng sợi, khoảng 30g gừng sợi nha. Các bạn sẽ nấu cho cái nước đường này nè, tầm có khoảng từ 10 phút ha, 10 phút đến 15 phút nữa là được nha các bạn. Lúc đó thì cái nước lá dứa nó sẽ, lá dứa nó tiết ra cái mùi thơm, và cái thứ hai nữa là cái gừng nữa, nó cũng tiết ra cái mùi thơm của nó. Đó thì đây là cái phần nước đường để mình ăn kèm với lại tàu hũ. Nó nấu thì nó cũng đơn giản thôi, rất là thơm và ngon. Nấu xong rồi thì mình sẽ cho cái phần chân trâu vào đây mình ngâm luôn nha, để chân trâu mình thứ nhất là lên màu, cái thứ hai nữa là nó thấm cái vị ngọt vào, các bạn ăn sẽ ngon hơn nha.
Rồi nước đường của mình sau khi nấu xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình tắt bếp ha và mình để cho nó nguội nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần chân trâu vào đây luôn. Cái món mà tàu hũ nước đường này mình nhớ hồi lúc mà mình còn đi học á, đâu đó nó vào năm 2000 á các bạn. Một cái ly như vậy là mua hồi đó là 5000, mà rất là thích xin cái thạch này để ăn. Nó dai dai mà nó ngọt ngọt á. Mà đó 5000 là một ly bự lắm nha các bạn, ăn là no luôn á. Còn bây giờ mình không biết là cái món này người ta bán bên ngoài như thế nào nữa, tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có ăn lại tàu hũ nước đường này nè. Đó, để chân trâu ngâm nha, mình ngâm cỡ khoảng chừng 20-30 phút là được ha các bạn, để bắt đầu nó thấm cái nước đường vào. Ok ha, còn cái phần tàu hũ á thì các bạn phải để cho mình ít nhất là 1 tiếng nha. 1 tiếng để cho cái phần tàu hũ nó đông lại, cái đường nho nó làm cho tàu hũ mình đông lại nha. Rồi bây giờ cái tàu hũ của mình sau khi mà nó đông rồi đây, tầm cỡ khoảng 1 tiếng ha các bạn ha, 1 tiếng là nó sẽ đông lại, rất là ngon luôn. Mà các bạn làm cái tàu hũ bằng đường nho thì nó sẽ có cái độ mềm mịn, tan ở trong miệng rất là ngon. Nhưng mà nó lại không có được cái độ dẻo nha. Nếu mà các bạn muốn mà nó dẻo á thì các bạn phải cho nó vào trong, các bạn phải dùng gelatin ha. Gelatin thì nó sẽ làm ra cái tàu hũ mình nó dẻo. Đây nè các bạn thấy không, núng nà núng nính ha, mềm ngon cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra rồi mình ăn kèm với lại cái nước đường và chân trâu này. Đây ha, nồi nước đường chân trâu nè, thơm cay cay nhẹ, cái vị gừng rất là hấp dẫn. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho lên đây là cái phần nước đường và chân trâu nha các bạn, rất là hấp dẫn luôn ha. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món tàu hũ nước đường. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món tàu hũ này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.